Xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Rất vui gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và người đồng hành ngày hôm nay tiếp tục là Tuyền Trăng. Xin chào Tuyền. Xin chào anh Minh Dự và rất là vui được gặp lại anh Minh Dự cũng như là tất cả các khán giả đồng hành với Chuyện Đó Chuyện Đây, lại là Tuyền Trăng đây. Vẫn là năng lượng tích cực dễ thương này ha. Dạ. Hôm nay khách mời của chúng ta vẫn là một người rất là khéo léo, tỉ mỉ. Trời ơi. Nhưng mà trước khi gặp khách mời thì muốn hỏi Tuyền chút xíu là hồi nào giờ từ nhỏ tới lớn á, mình có làm những sản phẩm thủ công chưa? Nhưng mà là mình làm, mình sử dụng được chứ không phải làm xong rồi dẹp qua một bên. Thà là anh hỏi tới cái vế đầu đi, anh dừng tại đó là em trả lời liền. Không, bây giờ tự nhiên anh thêm luôn cái vế sau là phải làm được, là coi như em xin mạnh dạn trả lời là dạ là chưa có làm được. Dạ là chưa có làm được. Chưa có làm được. Tại vì đúng là hồi xưa nếu như mà mình học tiểu học thì phải, đúng rồi, là sẽ có cái tiết gọi là tiết thủ công mỹ nghệ, là em cũng đã từng làm búp bê vải, cũng đã từng đan len, nói chung là làm rất là nhiều. Nhưng mà làm là một chuyện, có dùng được hay không mới là một chuyện khác. Một cái chuyện đó là thôi bỏ qua khỏi nói tới luôn đi. Và em cảm thấy chương trình vô cùng tâm lý luôn á. Có nghĩa là mỗi một số nào mà em đồng hành cùng với Chuyện Đó Chuyện Đây là lại liên quan đến những cái bộ môn mà cần cái sự tỉ mỉ. Mà cái điều đó cũng là cái điều em không bao giờ có, chưa có. Nói tới một số đồ thủ công mình làm thì bảo đảm cái thế hệ của mình phải còn nhớ những cái chiếc thuyền giấy á, đủ thứ loại giấy ở trong nhà, giấy thủ công nè, đủ màu nè, đúng giấy rồi. Tập nữa, mình thả vòng vòng trong cái thau rửa chén trong nhà đó. Rồi thêm cái chuyện là diều, hồi xưa có làm diều mà khoan nha, làm diều được nhưng mà nó có bay được không? Em có làm diều nhưng mà nó bay được hả? Không, từ đó tới giờ là em làm cái gì liên quan đến thủ công là đều không có tính ứng dụng hết đó. À, đó thì hồi xưa có làm diều nhưng mà cũng bay được mấy ngày đó. Tại vì hồi xưa lấy giấy báo xong rồi mình nhớ hồi xưa có cái cây chổi chà, mà cái cây chổi cứng á. Mình ráng mình bẻ cong thành những cái nếp diều. Đó rồi là mà dán thì thường là đâu có sẵn hồ, có hồ cũng dán được, mình lấy cơm mình dán nhá không? Cơm nguội, đúng rồi. Đó, nhưng mà bây giờ cái nhân vật ngày hôm nay, nói chung càng ngày đồ thủ công nó càng cầu kỳ, càng tốn nhiều công sức. Hôm nay là một người làm nón len cho búp bê, thấy không? Wow, làm nón len mà còn cho búp bê đội nữa, có nghĩa là lại tiếp tục là những cái món đồ nhỏ và siêu tỉ mỉ luôn ha. Thì đó, nói chung là những cái gì bự bự mình dễ làm, như cái nón nè, cái miếng vải mình cắt thành cái bao gói nè, hay là cắt thành cái túi, miếng bự mình dễ làm, nhưng mà cái càng mà nhỏ càng tiểu tiết á, trời, nghe mình làm mệt liền luôn á. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta sẽ là bạn Pile. Xin chào Pile. Xin chào mọi người. Dạ xin chào chị Tuyền Tăng và anh Minh Dự ạ. Em là Pile. Em chuyên làm về nón cho búp bê và những cái sản phẩm khác bằng len. Phượng, tên đầy đủ là Lê Hồng Phượng, một nghệ nhân đang len phụ kiện búp bê kẻ, sinh ra ở Bến Tre, sau đó lên thành phố Hồ Chí Minh để học tập và làm việc. Bắt đầu công việc từ khi rất trẻ, nhưng nhờ sự khéo léo của mình, sản phẩm của Phượng nhanh chóng được đông đảo khách hàng đón nhận, trở thành người đang phụ kiện búp bê uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh. Phượng chia sẻ, điều mình tự hào là mình có thể kiếm được thu nhập từ công việc này và cải thiện khả năng đan móc len của bản thân nhiều hơn qua mỗi thành phẩm. Gần đây nhất là mình đã làm một chú gấu cắn, nhân vật chính cho bộ phim hoạt hình của Nestle, một nhân vật rất quen thuộc với khán giả. Về ý nghĩa sản phẩm, mọi người chọn chơi búp bê để giải tỏa áp lực và tìm kiếm niềm vui trong cuộc sống bộn bề, để vỗ về tâm hồn trẻ thơ của cả người lớn và trẻ nhỏ. Nên mình mong những sản phẩm của mình sẽ giúp mọi người cảm thấy vui vẻ. Bất kỳ một sản phẩm thủ công luôn mang sự tỉ mỉ, cần mẫn của người làm, ngoài ra còn mang giá trị tinh thần cao. Vậy nên mình mong trong tương lai, các sản phẩm thủ công sẽ được biết đến và được coi trọng nhiều hơn. Hồi xưa lúc mà Dự đi học cái thời mà cấp 2 á, thì cũng có một vài môn công nghệ đó,
cái mình cũng học và đang len, mà thử cái cuộn len nó rối, và thật sự rất rối, mình mai mò nó không ra một cái hình thù thể thống gì trơn trọi á. Vậy thì giữa thấy trên bàn của Pile thì rất là nhiều búp bê nè, và nhiều cái sản phẩm, và có những cái cuộn len nữa kìa, đủ màu luôn. Thì cái công việc này mình bắt đầu được bao lâu rồi? Dạ, công việc này em bắt đầu chắc là tầm khoảng 3 năm rồi ạ. Lúc đó thì em bản thân em cũng là một người rất là thích búp bê, cho nên là với cái kiến thức của em về len nữa thì em nghĩ là em sẽ làm những cái sản phẩm gì đó cho búp bê á. Rồi giống như là mình bén duyên cái rồi nó thành một cái nghề nhỏ của em luôn. Tuyền có thích búp bê không Tuyền? Có, trời ơi, tới bây giờ cũng thích nha. Cho nên nhưng là mà bây giờ thường thường là Tuyền hay là các bạn nữ chơi búp bê á, là mình mua con búp bê có sẵn, rồi về nhà cái mình cho nó đứng, cho nó ngồi, hay là mình chải tóc cho nó thôi. Nhưng mà không hiểu sao bằng Pile này lại làm những cái phụ kiện, đặc biệt là nón bằng len cho búp bê. Pile à, từ cái dịp nào mà mình bắt đầu mình đam mê cái việc này vậy? Hồi trước thì em dùng len để em làm những cái con gấu bông để em chơi hoặc là em tặng cho bạn bè thôi. Nhưng mà về sau á, là khi mà em thích búp bê á, cái em cũng ráng dành dụm để tạo một em búp bê, xong rồi cái em bắt đầu em làm những cái sản phẩm cho nó, làm đồ chơi cho nó. Nói chung là lúc đầu cũng chỉ chơi thôi, nhưng mà đăng hình lên á, xong cái nhiều bạn bè của em á, cảm thấy thích, rồi cái từ đó là em có những cái đơn hàng đầu tiên luôn. Thú vị quá, bắt đầu từ sở thích và bây giờ lại trở thành một cái công việc gắn liền với mình luôn ha. Bạn nói là cái công việc đan len, trang trí này nọ cho búp bê ở thời điểm hiện tại là công việc nhỏ, vậy thì công việc lớn của bạn là như thế nào? Rồi nó có liên quan gì đến thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật các kiểu hay không? Dạ không, nó không hề liên quan đến thứ nào luôn á. Dạ em cũng đi làm văn phòng bình thường thôi. Rồi móc len là một cái sở thích riêng, sau đó là em kết hợp giữa búp bê với len lại luôn. Dạ. Vậy thì khi mình làm những sản phẩm này á, đối với dự thì nói chung là may vá bình thường đã khó, mà còn những cuộn len nữa thì khó hơn. Vậy thì những cái công đoạn cơ bản nào để mà mình hình thành một cái nón len cho búp bê? Em nghĩ cái những cái công đoạn hả, em ví dụ một cái nón điển hình cho nó dễ hiểu ha. Thì đầu tiên á, ví dụ như cái nón này đi, thì mình sẽ chọn cái chất liệu len cho nó phù hợp. Thì chọn len xong, dạ mình sẽ xem nó làm, mình sẽ móc nó theo cái dạng hình như thế nào. Ví dụ như là con thỏ, hoặc là đi đèn hay là con gấu, thì cái cách thức mình móc nó cũng sẽ khác nhau. Sau khi mình xác định là mình sẽ móc cái mẫu như thế nào thì mình sẽ tìm nguyên liệu cho nó, chọn dòng len phù hợp, chọn những cái phụ phẩm đi kèm, mấy con mắt nè, mũi nè, cái vật trang trí của nó, mỗi con đó, anh chị thấy không, nó đều có những cái trang trí khác nhau hết á. Tính ra là nha, nãy giờ khi mà Pile bắt đầu liệt kê ra thì em cũng đếm được cỡ 4 đến 5 bước đó hình như. Thì không biết nha, để mà có thể thực hiện đầy đủ hết tất cả các bước này và ra được thành phẩm cuối cùng, thì một cái sản phẩm đang lên như thế sẽ tốn của bạn khoảng bao nhiêu thời gian? Tầm 4 đến 5 tiếng ạ. Là một cái sản phẩm là 4 đến 5 tiếng. Vậy cái đối tượng mua hàng của mình á là những ai? Chắc chắn là những bạn đều yêu thích búp bê giống em. Em làm cái này em thấy là rất là nhiều bạn thích chơi búp bê luôn á. Rồi tụi em cũng lập nên những cái nhóm hội ở trên mạng, cộng đồng mạng xã hội á. Thì là tụi em cũng hay gặp nhau, gặp gỡ chơi búp bê, rồi mua những cái phụ kiện cho nó. Ngoài có em á thì cũng có rất là nhiều anh chị khác họ làm những cái mặt hàng khác, chẳng hạn như là may vá rất là nhiều nữa. Vui lắm. Vậy thì có phải rằng cái cộng đồng đó cũng là nơi mà các bạn sẽ chia sẻ với nhau những cái kỹ năng hay là những cái kiến thức xoay quanh cái việc đan len không? Tại vì Tuyền cũng tò mò rằng là cái việc học của bạn á, nó sẽ đến từ đâu? Là mình tự học nè, hay là còn có một cái sự hỗ trợ nào nữa? Đối với em á, là em tự học à. Tại vì như em đã nói đó lúc trước đó, là khi mà chưa làm cái công việc này á, thì hay móc len á, em làm thú bông những cái con như thế này nè, đó để em chơi thôi.
Thì cái này em học ở trên YouTube á. Hoàn toàn là tự học ha, giỏi rồi là giỏi luôn. Tại vì Tuyền thấy hình như là đang lên móc lên thì nó có rất là nhiều những cái kỹ thuật khác nhau đúng không? Sẽ tùy những cái món đồ mình sẽ ứng dụng những cái kỹ thuật phù hợp. Dạ đúng rồi. Có nhiều phương pháp, nói chung là rất là hay luôn á. Em nghĩ là chị Tuyền cũng nên thử tìm hiểu xem đi, vui lắm. Chị nghĩ là chị sẽ tìm hiểu á, tại vì những cái số mà chị được đồng hành cùng với chuyện đó chuyện đây thì luôn luôn là những cái bộ môn đòi hỏi cái sự tỉ mỉ, và đặc biệt là nó có thể rèn luyện cho mình được cả cái tính kiên trì nữa. Tại vì Tuyền nghĩ là để có thể ra được những cái đường móc len nó rất là đẹp như là của Pile hiện tại là bạn đã phải gọi là dành rất là nhiều tâm sức cho nó và cực kỳ cẩn thận luôn. Hay quá, tập trung cao độ lắm mới có thể làm được như vậy. Em là kiểu hay nhiều năng lượng quá anh Dự, cho nên em nghĩ là em sẽ hợp những bộ môn này đi kiềm chế bản thân lại một chút xíu. Nhưng mà chắc chắn bước đầu ai cầm mấy cuộn len xỏ vô máy đều bừng là thấy rối rồi. Vậy thì cái bước đầu mà khi bắt đầu với công việc này á, những cái khó khăn mà Pile gặp là gì, và khi mình xử lý làm sao, chứ không lẽ rối nùi cái mình cắt mình bỏ hay sao? Em nghĩ bất cứ một cái gì đó mà mình thử làm ban đầu nó đều không có trôi chảy hết á. Đương nhiên là những cái sản phẩm đầu của em á, nó không có được mượt mà đâu. Với lại là em thường làm sai nhiều lắm, em phải bỏ đi rất là nhiều sản phẩm luôn á mới được như bây giờ á. Vậy thì ngoài những cái nón búp bê nè, phụ kiện nhỏ bằng len, Pile có thử đan một cái áo len, một cái giỏ len, một cái nón len bự để mà một người lớn có thể mua và sử dụng chứ không phải búp bê dùng không? Cái đó hả? Thường á thì em thấy rất là nhiều người làm, nhưng mà em á thì em lại không có thích làm lắm á. Bởi vì nó lớn, nó to thì mình rất là dễ làm, nhưng mà nó nhỏ như thế này á thì khó hơn nhiều, cho nên em không có chọn theo hướng đi đó, em đi theo cái cách riêng của em ạ. Đây là một cô bạn siêu cá tính ha anh Dự. Nghĩa là em thích và em đi theo hướng đi riêng của mình chứ là không theo số đông. Cho nên là bây giờ bạn đã có một cái lĩnh vực hoàn toàn có thể tự tin, và có cả một cái cộng đồng những người bạn cùng yêu thích bộ môn này nữa. Siêu xịn luôn. Trời, chuyện đó chuyện đây luôn luôn tìm được rất là nhiều những nhân vật khách mời quá thú vị. Thật là vui khi được có cơ hội đồng hành cùng với chương trình. Nhưng mà những cái sản phẩm đầu tiên á mà làm thành công, Pile kể thử vài món coi. Sản phẩm đầu tiên của em hả, cũng nhiều lắm, cũng con thỏ nè, con vịt nè, nói chung là những cái con vật bình thường thôi à. Mà lúc đó thì em làm không có được đẹp lắm á, nên nhìn nó cũng buồn cười lắm. Nhưng mà khi mình tham gia cái công việc đam mê này thì tới bây giờ nó đã là cái nguồn thu nhập kha khá cho mình mỗi tháng chưa? Dạ cũng tương đối ạ. Tuyền học hỏi mở shop liền kìa, cũng tương đối là phải tiền nhiều lắm đó. Tự nhiên cái nhắc tới học hỏi mở shop, cái tự nhiên cái muốn làm quá anh Dự, cũng muốn được trải nghiệm ghê. Mà bây giờ có cách nào không ta? Vậy bây giờ thì để cho Tuyền với Dự được mở mang tầm mắt chút xíu thì mình có thể thử đan cái gì đó đơn giản chút xíu được không? Dạ ok ạ. Sẵn ở đây thì em hướng dẫn cái cách làm của một cái nón trông như thế này nha. Giữa những món đồ chơi lung linh bằng nhựa, bằng kim loại, lại xuất hiện một con búp bê với toàn là phụ kiện thủ công. Đan len phụ kiện cho búp bê là nghề thủ công không quá xa lạ ở Việt Nam, nhưng đang dần mai một vì thiếu người theo nghề. Những chiếc nón, chiếc túi, cái áo tự làm ra theo kích cỡ búp bê, theo cá tính mà người chủ muốn truyền tải, bao giờ cũng đẹp và lung linh. Đây là cái thành phẩm, nên là khi làm xong thì nó sẽ trông như thế này. Trời ơi, nhỏ nhỏ xinh xinh ha, dễ thương quá à. Ngoài làm nón á, đôi khi em sẽ làm một số phụ kiện để đi kèm, chẳng hạn như là những cái túi cũng nhỏ xíu vậy nè, đó, để cái con búp bê nó cũng sẽ đeo vô luôn. Đây, trời ơi. Nhưng mà ví dụ cái nón vậy đó, mình bán giá nhiều? Trung bình á, thấp nhất là 300, còn thường là từ 300 trở lên, từ 600-700 cũng có. Đối với những cái size búp bê thì cũng có nhiều dòng nữa, cho nên là khi mà làm lớn hơn thì giá trị nó cũng sẽ lớn hơn một chút xíu.
Với lại cũng tùy thuộc vào nhiều vấn đề khác, giống như là sợi len. Nếu mà em dùng sợi len thường thì nó sẽ khác sợi len mà có lông cừu. Những cái sợi len mà em mua từ nước ngoài thì nó đương nhiên là giá thành nó cũng sẽ khác ạ. Nhưng mà ngoài những cái sản phẩm mình làm theo trí tưởng tượng của mình và cái những gì mình thiết kế, thì mình có nhận đặt hàng theo yêu cầu của khách hàng không? Cái đó thì cũng có. Nhưng mà đa phần á là khi mà em làm một cái mẫu nào đó thì giống như là họ xem trên cái mẫu đã có sẵn thì họ sẽ chọn cái nón đó luôn. Hoặc là cũng có một số khách hàng họ muốn làm theo yêu cầu của họ thì em vẫn làm theo bình thường thôi, không có sao hết. Nhưng mà mình coi ở đâu nếu mình là phát thảo những cái mẫu đó rồi mình mới đăng lên? Cái này em cũng học hỏi và tham khảo cũng nhiều nguồn lắm. Em xem những cái anh chị của nước ngoài á, thì mình học hỏi theo những cái ý tưởng đó. Phụng, Pile ơi, thiệt nha, nghe bạn kể thấy bạn đang lên, phải nói rằng bạn nên rất là suy nghĩ mình có nên tạo thêm cái kênh YouTube cá nhân của mình hoặc là một cái nền tảng nào đó để có thể chia sẻ nhiều hơn những cái cách làm những cái món đồ rất là xinh này đến với thật là nhiều người, rồi sau này là mình lại tiếp tục là mở rộng cộng đồng của mình hơn nữa không? Mình thấy đây cũng là một cái gợi ý rất là hay từ anh Minh Dự á, cũng là một cách để mà mình sẽ tự tin hơn nhờ việc mà mình trò chuyện với mọi người thông qua những cái video hướng dẫn như vậy á. Dạ, làm đi bạn, có khán giả là vui rồi đó. Em nghĩ là trong tương lai em sẽ làm những cái dự định đó. Thật ra là cái dự định đó em cũng có, nhưng mà em chưa có thời gian á. Hy vọng là sau này em sẽ tìm được một vài bạn cùng chung chí hướng, cùng chung suy nghĩ giống em để em có thể làm. Cảm ơn Tuyền Tăng rất là nhiều, và đặc biệt là cảm ơn Bi Lê. Và bây giờ là đã đến lúc tạm biệt quý vị khán giả. Minh Dự, Tuyền Tăng và Bi Lê xin chào quý vị khán giả đã đón xem chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây. Và nhớ đón xem chương trình vào khung giờ phát sóng quen thuộc lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ Minh Dự, Tuyền Tăng và Bi Lê xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. We'll be right back.